we sail a little bit higher. Quá nhiệt tình của quý vị đã gửi đến nhà em.
cái sao chị à, nói đi má. Đó là chị, em đang nói gì chàng chàng chị Dung. Thì đồng hành cùng với quý vị quan khách đang ngồi đây thì có những cái người ở khán giả ở bên nước ngoài cũng rất là thích và theo dõi đoàn Lotus Sài Gòn trong thời trong suốt thời gian qua. Thì em cũng có được học hồi xưa học chút xíu. Giới thiệu chào nhanh gọn bà nội ơi. Dạ. Thì đó em xin dẫn một cái chút xíu kiến thức của mình về tiếng Anh để cho những người nước ngoài cũng có thể chơi và theo dõi và xem. Thì hồi xưa em kể thì nghe vui lắm. Rồi đưa bên này giữ 300 vậy lộ nhây. Thôi để nói luôn chứ mà đánh em chết. Thì em xin dịch là chị nói trước cái luật lệ chơi đi. Quý vị thân mến, và luật chơi như thế này đó. Quý vị cầm giùm em lá vé của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Quý vị nhìn mặt trước. Dạ, hàng ngang 4 con là đủ, 3 con là thiếu, 5 con là dư. Số nào lưu mờ quý vị đổi lại nhân viên bên trên để không thiệt thòi về sau ạ. Rồi, ai có vé rồi giơ tay lên giùm em đi ạ. Rồi, ok. Ladies and gentlemen, dear guests, thank you for your support all the time. Tonight, there are more foreigners going to join us. This is such a meaningful thing with Saigon Tân Thời Lottery. In popular and traditional lottery group in general, we, the people standing on the stage, is doing a great mission that propagates Vietnamese culture to friends around the world. You are holding a ticket of Saigon Tân Thời Lottery Group. Please check the round for me. Four number is just enough. Five number is too many. Three number is not enough. If the number is not clear, please raise your hand and tell the top to change the new word for you. Thank you for your guide. Và quý vị thân mến, để cho tất cả tiền thể cho tất cả quý vị khúc ngoại quốc có thể dò số một cách dễ dàng và chơi cùng chúng ta một cách dễ dàng nhất, thì bên trái của lộ có nhân viên hỗ trợ để dơ những con số lên. Quý vị có thể nhìn ở đây và dò số. If you don't know what number, please watch this. The people standing here will raise the number for you. Thank you. Và bây giờ quý vị ơi, quý vị đã có xe, có vé nhập đầu tiên chưa quý vị? Có vé chưa? Rồi, chưa có vé bên đây nè. Mấy má rồi bán chưa bên đây vậy? Chị ơi, chị sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi cái gì? Em thấy em nào bán vé bên đây vậy? Xuống bán vé đi má. Dạ. Hai mặt thấy sợ không? Quý vị ơi, bây giờ một nhân vật nữa sẽ trở lại sân khấu chúng ta, một nghệ sĩ lão làng trong nghệ thuật lô tô, và xin chào đón nữ nghệ sĩ Lucky Quyên. Đó, bộ đồ nhẹ nhiều ha. Đó. Đó, những cái bộ đồ này nói lên hết luôn rồi đó. Bạn lấy chiếu mà đắp trên người bạn. Rồi bạn lấy cái cờ lô tô trên người bạn. Dạ, chị cho em hỏi là có phải là mấy cái này là rồi rồi má, ta ra tới đây còn đờn nữa. Đó, dạ, hả? Tự chữ đi gian tay em tưởng là chị con nộm. Nói đi chị. Alo, em biết sao không? Hôm nay là chủ đề nhựa tái chế. Mà đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời chúng ta chủ yếu là cái gì? Dạ, Lô Tô. Thì bây giờ đây, Lô Tô. Dạ. Là phải có vé Lô Tô. Rồi. Đặc biệt là phải có banh Lô Tô. Rồi. Và đặc biệt hơn nữa là phải có phấn dở. Đó. Và lỡ á, khán giả mình lỡ có mệt mỏi á, lấy á chiếc chiếu chạy ra ngồi. Rồi cái nón lá có ý nghĩa gì? Nóng quá quạ. Không có chạy nợ, có che nắng được. Đi qua che nắng được. Rồi quý vị khán giả ơi, bây giờ ai có vé trên tay rồi quý vị? Dạ vé trên tay giùm em đi nhân viên ơi. Ba giờ bốn cẳng tuổi ơi. Trời ơi quay có ai chưa có giò đâu má ơi, bỏ đó chạy xuống lấy vé ba. Rồi. Rồi bây giờ dòng đợi đầu tiên nha khán giả nha, ủng hộ giúp cho sân khấu của chúng tôi để chúng tôi sẽ được bắt đầu chơi. Em chỉ có hai con đực là hai con cửa thôi. Thế là hai con tuổi là hai con đực thôi. Nhạc lâu nay lên dạ. Dạ cái kia là không được cho nó chỉ, nhưng mà em để em cối em không thấy đường á.
những hoạt động thiện nguyện quý vị có thể xem lại trên trang fanpage Don Loco Sài Gòn Tân Thời. Quý vị chúng tôi quý vị rất nhiều. Và bây giờ ai có chú bé bên tay giơ giùm em cánh tay Hà Ngọc. Phía bên trái của em có Dương Thanh Vàng, con nhỏ có hàng rau quý vị. Và phía bên phải rồi đến giữa có anh Quê Thiên, Dương có vé rồi. Thiệt khách quen thuộc ông nội ơi, nó kinh từ 1000 lần rồi tôi nói thiệt luôn đó.
con nít trước ha. 30 vừa kêu qua. Dạ có 1. Bạn 23. Có 2. 19. Có 3. 46. Dạ có 4. Dòng loại 42 hợp lệ. Rồi anh ơi, y chang luôn, dòng loại 22 hợp lệ. Rồi mời lên sân khấu anh. Dạ. Rồi bây giờ quý vị thân mến, dòng loại đầu tiên chúng ta sẽ có hai vị khách kinh trùng. Trong lá vé có ghi là kinh trùng chia đều. Dạ ba vị khách. Dạ. Trời ơi, cô chạy xúc sổ đổ tháo kia cô hả? Rồi 30, 23, 19, 46, dòng loại 70. Dạ 70. Phải không? Có dòng loại 70 không? Ok. Lên đi cô, lên đi nhận quà. Ngại ngùng gì nữa? Chưa. Trời ơi, lên bốc thăm cho ai mà không muốn đưa má ơi, lên đi. Hả? Lôi cái quần hả? Không mặc quần sao được má. Mặc đồ này không mặc quần cỡ hơi là mấy lấy mấy cái quần đậu cho hết. Rồi, nhỏ nó có duyên ghê. Rồi. Bây giờ đi sau lưng gì không nè. Mày kéo xuống giùm tao cái chiếu xuống coi. Hay xuống cái đắp của nhỏ chỉ điểm coi. Rồi, quý vị thân mến, trong trường hợp kinh trùng chúng ta sẽ có ba tặng phẩm. Đầu tiên là một bộ nước miễn phí, một tặng phẩm nữa từ một đơn vị tài trợ của bộ phim Fending Phong, và một vé xem phim miễn phí nha quý vị. Và một tặng phẩm nữa là một cái ghế gối tựa đầu, lấy gối tựa đầu tặng cho ba anh chị trước. Và sau đó chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân, ai là chủ nhân sở hữu con gấu bự cho bá nấy, và bằng cách quay lòng cầu ai số bự hơn nhận quà quý vị. Rồi cô, số mấy cô ơi? 29, cảm ơn cô. Rồi con số lớn ghê, 11. 11, rồi 11 gì à? 38. 11 với 29 gì à? Nhận hai cái gối tựa đầu giùm em ha. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi anh nhận qua con gấu, mang anh chọn con nào cũng được, đừng chọn con bóng, không xài được, nghe nói trước. Rồi quý vị thân mến, trong lời dùng qua cũng không còn giá trị nữa. Và để thay đổi không khí, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ. Đâu có tiêu rồi. Dạ. Trời ơi, tao bị quen luôn nha. Và quý vị, bây giờ bà đứng này bà bán luôn. Thế đâu quý vị, sao? Ở khu vực này mua giùm cho chị, dạ. Dạ, à, chị nói chị giống cây núm mà. Rồi bây giờ để thay đổi không khí, chúng ta cùng nghe một tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Vi cho quý vị. Sao em, sao không? Em không? Tụi ơi, chạy nhẹ lên không? Tụi ơi, phía bên trên này chưa có vé nè. Rồi, quý vị là chưa có vé chưa thì mấy cánh tay quý vị. Dạ. Bà nội ơi, bán bình tĩnh, đừng hút lá đưa đủ nữa mẹ. Thiệt nó, trời ơi thiệt luôn, nó thật khổ lắm. Nói với con lại con phi thân dân đó quý vị. Đi là né né giùm cụ chạy lẹ cái này nè, lấy phấn cho mấy anh chị dưới này nè. Rồi anh chị nào chưa có phấn chưa, nhận cái tay quý vị. Đó, rồi anh cái nhà đưa ra giùm em đi. Rồi quý vị ơi, còn vài giấy chó quý vị. Giấy chó là giá chúng ta đến tuổi như mai quý vị. Vài giấy chó, bữa nay rất là vui. Rất là vui quý vị. Thứ nhất là một ngày kỷ niệm bữa đoàn. Thứ hai có nhân vật, những nhân vật em nghĩ là rất khó tính và đã thuyết phục được các anh chị đến xem đoàn biểu diễn, vì những cái tiêu chí mà đoàn đã đạt được trong năm qua rất là mừng. Dạ. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra chơi lại đi đây. Yeah, anh dưới kìa, yeah, chạy lên, chạy đi, không có nói gì hết trơn á. Hình như chạy nào giỏi lắm, bây giờ chạy dép đi trang gì luôn. Mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra, mấy chị ra. Mày gì đây con, mày gì đây mày.
ngoài tấm liều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu là anh ngoài tấm liều lý tưởng, nó sẽ xây bằng duy bằng tình, không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn mọi đàn bòn sinh 39 39, 39 nhạc xô dù 39 Con có thái tử Lệnh Bàn. Vậy chứ có cái gì? Có cục thịt bò lỗ hổng à Lệnh Bàn?
số thì ra số thì đây, vô thì ra vô thì đây, má em mừng năm đi cài thế, em mừng năm đi cài má em là một người nóng dân, thế em là một người nóng dân, cuộc sống trên đọc vào nhà bố người ta. Y chang, dòng loại 53. Dạ, xin mời anh lên trên nhận quà. Và phần quà cơ cấu cũng như cổ một phần nước miễn phí từ Tivo, một vé xem phim miễn phí và một gối tựa đầu quý vị. Và sau đó chúng ta sẽ quay lòng cầu xem ai có số lớn nhất sẽ là người may mắn nhận được phần quà lớn hơn nha quý vị. Rồi, trao quà xong chưa nè. Và quý vị ơi, để thay đổi không khí, và đêm nay là đêm của những bài hát sôi động. Và bài hát tiếp theo lộ gửi đến tất cả quý vị lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời. Và quý vị bên đây là muốn nghe ai, muốn bài gì? Lộ cái quần hả? Con nhỏ này nó nhìn cái quần tôi không, nó không nhìn cái gì khác mẹ. Chị ngồi chị thắt cái này 3 ngày đó sao không nhìn cái phần trên mà nhìn cái quần không chị? Rồi, và bây giờ quý vị, bài hát được mang tên Người Yêu Lý Tưởng. Em thường hay ước mơ mơ người yêu lý tưởng, bên đèn hoa hoa bên chút chiều đầu niềm chúc mong tươi, mơ vợ chồng trái tim hay là trái tim không anh là trái.
bị hùng rồi hả? Nó còn sống nó nhai. Ê, con kêu mày bán dế mày ăn cái gì vậy mày? Tự nhiên người ta cho là ăn hả? Người ta cho mày ăn thuốc chuột, mày ăn không yêu nghiệp. Rồi, quý vị ơi, bây giờ con đọc lại vài lá dế cuối tay quý vị. Ai chưa có dế dơi mày ăn cái tay ngà ngọc quý vị. Nhanh lên, chạy lẹ lên, người ta chỉ mua của em thôi. Khách chỉ mua của em thôi, chạy lẹ lên cưng. Nhanh lên, chạy lẹ, nhanh, vô. Mình lấy kinh nghiệm, giật điện thoại 3 năm của mình ra, chạy thiệt lẹ hơn. iPhone 7 lớn của tao là mày giật phải không? À, đồng bọn mày giật phải không? Tối nay trừ nửa lương. Cái tội tự khai. Trời. Rồi, ok, rồi xin cảm ơn quý khán giả đã yêu cầu. Rồi. Mấy chị đâu? Rồi không đâu má. Mày bán mày bốc cái gì cho người ta dò. Mày giỡn cái là ý gì? Mày ngứa hả? Em là anh ơi hai cục phóng nè. Hai cục phóng ở đâu mà ở đó má? Yêu nghiệt. Nó giấu phóng cái chỗ nghiệt ngã người khán giả sao ta thấy. Chế ở dưới cuối kìa. Con gái nói có là không, con gái nói
giờ lại tiếp một đời nợ. Ê Nhân, cái trế rồi trên đầu của mày là 300. Ủa, 300? Ủa sao này chị nói em có 200 hả? Tại vì hồi nãy giờ mày đổi, mày hứa là mày đổi xong mày trả liền, mà bây giờ mày bán vé 3 vòng là 300. Nhưng mà cái này em đổi là em đi bán vé, chứ không phải là em đổi là em quậy phá gì cái chị, không có làm hư. Mày mắc cười quá, cái rế đó là tao đeo vô đây, người ta thấy đẹp, người ta cho tiền tao. Tiền đó tao cùng nuôi ba má, cứ đợi bà của ngoại tao ở nhà. Mày mắc cười mày quá. Thôi, trời ơi, chị nói vậy á, là chị nói láo. Rồi sao? Bà mười sao, bà mười sao. Rồi dòng loại 20. Rồi em trai lên nhận quà đi nè. Rồi mình quay banh để chọn thì khách may mắn nhận được phần quà lớn hơn. Và quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ trở lại sân khấu để xem ai sẽ nhận được phần quà lớn hơn của dòng loại này nha quý vị. Rồi em trai số mấy? 46, quá bự nội ơi. 53, 46 gì à. Rồi số 3 gì à luôn con trai ơi. Rồi con gái con, bây giờ con bỏ cái ghế này lại, cái gói này lại, con chọn một con gấu nào con yêu thích ha. Rồi quý vị thân mến, bây giờ Lô sẽ rạo bước phục vụ giá và lời tiếp theo cho tất cả quý vị và trên sân khấu, để sân khấu không lắng đồng, chúng ta cùng nghe qua tiếng hát và tiếng nói của nghệ sĩ Dạ Thảo nha quý vị. Alo Thảo. Và ngày đó đầu tiên trên khúc nhật đó xin được thay mặt toàn nhóm đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời xin cảm ơn những tình cảm thân thương của tất cả quý vị đã dành cho Dạ Thảo nói riêng và cũng như là đoàn và các chị em trong đoàn nói chung. Tất cả quý vị rất là cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ để theo lời yêu cầu của tất cả quý vị, Dạ Thảo sẽ hát lại ca khúc đầu tiên mà ngày đầu tiên Dạ Thảo mới vào Sài Gòn Tân Thời nha quý vị. Đó là một chiếc đoàn cải lương được mang tên Ánh Sáng Phù Du. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Oh,
trả vé nữa thôi. Thì các chị nào đi xa đến trễ, thì các chị không có tiền mua vé thì dạ Thảo rất mong tất cả quý vị ha. Các chị giơ một ngón tay xinh xắn với tất cả quý vị lên thôi. Dạ Thảo sẽ điều động nhân viên chạy đến tận nơi tận chỗ để phục vụ vé cho tất cả quý vị. Trời ơi, lý yêu tình yêu tôi mà từ lâu nay người không. Hợp lệ dòng loại 100 xin mời lên sân khấu. Dạ đây nữa hả? Trời ơi,
nhiều quá vậy, sao con không chạy lẹ lẹ lên nè, y chang luôn. 54, 96 chậm quá hả con. Rồi cho nên quý vị khán giả mình nói mình dùng hay sao, con ghé miễn phí nha, con lên nhận quà, lên nhận quà dòng loại 96 hợp lệ quý vị. Chào quý vị thân mến, trong loại vừa qua đã có một số chủ nhân đột chạm, quý vị không tin tưởng sẽ bước lên sân khấu đối chiến lại với quý vị. Và bây giờ chúng em xin trào xuống giúp phục vụ trong loại tiếp theo, và để thay đổi cho sân khấu Sài Gòn Tân Tường thì chúng ta trước bây giờ sẽ có một món quà trước đi. Chưa lửa banh cho bé cái banh lẹ lên. Anh số mấy anh ơi? 29 làm gì có 92 má. 25 anh Giang mà còn lộn tiệm nữa. Rồi 56, rồi hai hàng kia về. 21 về con số mấy? 50 về luôn. Rồi số 4 về luôn. Chúc mừng anh trai 56 được giải. Anh có thể để là cái gói từ đầu mình chọn có 10 nha. Rồi ba vé đưa giùm chị đi, nè hai vé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị mở thưởng luôn anh chị ơi. Đó, ai cần nhà em trên sẽ gói còn ba vé cuối cùng nè anh chị. Mấy bên đây mấy vé bên đây luôn ơi. Bên đây luôn nè mấy chị ơi. Chị mấy vé? Rồi em thấy rồi bên đây luôn. Trời ơi em thấy rồi. Em thấy anh chơi chi rồi. Chuyện giùm em. Rồi mấy em ơi, bán vé đâu đi trước này, chia ra làm 2, làm 3, làm 4 luôn nè mấy cưng ơi, đừng có tụ tập mà đánh xe nhé. Bây giờ số anh chị, kính chúc bà con may mắn nha. Em nào còn vé lên trên nào, chấm nhà bên trái bán luôn. Rồi em lên trên sân khấu bên dưới luôn nè. Cụi ơi, qua đây nè cụi, chiều lắm nè cụi. Qua lên sân khấu luôn nè em ơi, một đứa bay lên sân khấu nè. Thảo ơi, Thảo mày đi gì ra, ai đi gì đây, mày đi gì ra, ai coi vé bắt đầu chở số. Em nào còn vé lên đây nè. Rồi như thế này thì không có vô kịp, quý vị thông cảm ha. Rồi từ mấy em gái chỉ lên từ từ một chút chú ý chị luôn. Rồi cái chuối nè mấy em ơi. Mấy chị đang nè, mấy chị đang nè, mấy chị đang nè, mấy chị đang nè, mấy chị đang. Má má em mừng trong chị tài vừa tiếng, em mừng trong chị tài vừa. Má má em là một người nông dân, tiếng em là một người nông dân. Cùng sống trên đồng ruộng bao la mà che chót mà che chót. Hai chồng
chú biết gì ra con chú gì đây? Còn ai biết nữa? Hai biết cuối hôm nay được xem bà ôi chú gì ra? Chú gì đây chú gì ra? Mấy gì ra hai gì ra ai có dễ bắt đầu dò chú? Hai gì ra hai gì ra hai gì đây? Con mười bảy, con mười bảy, con mười.
Hồng hồng tiếc. Tao thấy giống cái am lắm rồi đó. Hồng hồng tuyết tuyết mỗi ngày nào còn chẳng biết cái gì. Chị tao thách mày vào trong này mày ơi dên được đấy. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị giờ số. Kính chúc bà con gặp nhiều may mắn. Ai mua vé giơ tay giùm em luôn. Quê ông mua vàng ơi. Mấy chị đã ai mua vé giơ tay lên. Bà con ơi, dạ em xin thưa với khán giả mình là những trang phục tái chế của tất cả những chị chiên rất là cồng kềnh. Và khán giả đêm nay rất là đông, nên khán giả mình chịu khó ủng hộ vé. Khán giả mình nhớ đứng lên một hai bước chân để cùng ủng hộ và đã vé. Cảm ơn khán giả mình rất là nhiều nha. Cho bây giờ nhân tay của các quý vị mình xin chúc em chúc mọi người tôi đồng là một hai bé cho quý vị. Và đêm nay thì quý vị cũng đã thấy rồi, chúng em tăng cường rất là nhiều các diễn viên về để phục vụ cho cô chú chị mình. Đặc biệt còn ngày đêm ngày mai nữa nha quý vị. Và cô chú anh chị về nhà của đồng về nhà của ơi, mỗi đêm ngày mai và chương trình hay vui mới lạ cho phục vụ cho quý vị tiếp tục trong buổi tối đêm ngày mai. Đây là cuối bên đây nè em. Ai mua vé giơ tay lên. Rồi tay lên nhau, tay lên số gì đây? Vàng hết em, vàng hết chế cho vàng ơi. Rồi vàng hết chế rớt cái gì em? Rồi nè. Đây là hai chế cái con này là xong. Xuân thì ra, xuân thì ra, xuân thì ra. Còn hai chế nữa nha. Đang để chân tay của thằng vàng không? Quay lên sân khấu đi cưng. Quay lên sân khấu đi cưng. Đây là vàng. Mấy gì ra, cái gì ra, cái gì ra.
chưa làm gì nhưng sao xuyên thấy chung tình. Còn vé cuối này bà vé ông hộ giùm em. Rồi bên đây em ơi, chào cô chú chị nào, chú bé cho ta một đồng nổ hộ giùm em cô chú chị mình ơi. Bên kia cho ta giùm em anh chị ơi. Ghế cái Thảo ơi, quay sang lưng cái Thảo. Mấy gì nè, này mấy gì nè, này mấy gì nè, này mấy gì nè. Tự nhiên nội ơi. Rồi
Bây giờ Gia Kỳ nè, rất là xinh đẹp quý vị, giống như một tiểu thư hồi xưa được quý vị. Và sẽ tràn phía dưới phục vụ nhé. À, con này không biết tiểu gì nữa, tiểu yêu tinh. Rồi xuống đi cưng, phục vụ nhé cho bà con mình nè, mỗi bé 10.000 đồng nghe không, nhớ thôi nghe không, đừng đẹp quá rồi cái mất trí nhớ đi cưng. Rồi, 55 số 10, 25, 45. Hợp lệ. Dạ, trong loại 21 rồi, lên luôn đi em. Rồi, ba chủ nhân được giải nè, còn ai muốn quý vị, cho chạy thử nhanh thật lẹ lên sân khấu giúp em nè. Rồi, đó, Sunny ơi, em gắn bóng đèn gì tới người em có bình thường không? Trong não nó phát ra điện đúng không cưng? Trời hay quá ha, lần đầu tiên chị mới thấy lạ ghê. Bữa nay mày có lương tao con mày đó. Quý vị ủng hộ cho Hương Quả thật nhiệt tình quý vị, tại hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng của ấy tại đoàn Luto Sài Gòn Tân Thời đó quý vị. Mày được tặng quà đó hả? Tao tưởng là mày tặng được cái hòm thì mày mừng dữ. Yêu nghiệt. Giống như là ta sỉ nhục tôi là khán giả đồng tình đó trời. Rồi quý vị ơi, rồi hỗ trao quà xong luôn đó hả? Lẹ rồi. Rồi mình lấy thêm gấu đi cho mấy anh chị mình dễ lựa nghe cưng. Rồi còn ship không? Rồi còn con ship đúng không? Ok. Thì bây giờ anh chị mình kêu mình nhẹ nha. Trời ơi bà nào mới được cái chéo chứ buồn lắm, thấy buồn lắm anh. Trời ơi cái đội này. Quý vị biết không, bình thường là hát lô tô chứ chiều là hả ra 11 thằng đó ba túi vậy. Dạ sao nhiều là quên lương là tụi em là tập kết đó đó. Hết rồi phải không? Rồi em đưa hạn chế răng tay bà con mình nghe để điện giật nghe không? Rồi cái đầu nó phát cái bóng đèn quý vị nguy hiểm lắm đó. Gia Kỳ nó mềm mại cho con đó là điện trong người không đó. Tố Lan, nữ hoàng chợ lớn. Hỏi làm cái gì? Lực bọc cái chợ lớn có gì? Hả? Hết hồn. Vô đây bác. Trời ơi. Em xin nhắc lại nha, ai là những bậc phụ huynh đó, khán giả mình mà giữ con em mình dạ, đi xíu. Em sợ á, nó quậy lắm quý vị. Mà nhảy á, diễn á, nó đá nó quay, còn mấy con là nó quay cuồng trong mơ hồ lắm quý vị có thể thấy, đã thấy trên YouTube rồi đó. Rồi nó quất một cái nhỏ bay tới nóc của em không có cảm được đâu. Em ơi, mai mốt á, chị em mình sẽ được chuẩn bị thành lập một đội đá bông. Đá bông. Em xin đá bông. Đá bông mà phải là đá banh mới đúng chị, bóng đâu có tội tình gì đâu mà đá. Đúng rồi, đá banh nha. Đó, bây giờ mình sẽ được thành lấy giấy. Đá sân khấu Lô Tô Xô Sài Gòn Tân Thời. Dạ, đội Sài Gòn Tân Thời. Đúng rồi. À, chị là thủ môn ha. Không phải, con Quả là thủ môn. Quả là thủ môn hả chị? Quả là thủ môn. Tại tay chân nó dài đúng không? Đúng rồi, chị dạ. Làm gì biết không? Chị làm gì chị? À, trọng tài đúng không? Đó. Rồi, em nghĩ là trong đoàn mình có một người không nên làm thủ môn nữa. Ai? Không may thiên tai. Sao kỳ vậy? Lỡ suốt ngay cái mặt là mất hàm răng. Rồi sao? Em kể chị nghe nha. Vé đi xong rồi kể má. Nói sao? Má không bán vé đi rồi kể. Má nói hoài luôn, bởi ế hoài luôn. Vừa ôm vé mà đồ kể chuyện. Mua hết đi cho nó kể chuyện. Khá giả vậy thương đó, mua hết vé cho nó kể chuyện. Vui lắm, vui lắm. Nó kể chuyện vui lắm, không vui không ăn tiền quý vị. Mua hết giùm em đi. Mấy lần trước là quý vị biết cái gì? Đúng rồi. Vui quá vui luôn. Con Hương Quả nó kể chuyện vui lắm quý vị. Thật sự là rất vui, bởi vậy em chưa bao giờ dám để vui kể. Vui thì vui, nhớ em hết rồi. Nhớ không? Nhớ không? Vui thì vui luôn. Vui luôn, phải không có thể được kể. Kể không sao nổi gì hết. Mấy chị ra mây, chị ra ra mây, chị ra trở lại đây. Trở lại đi mà nghe xuống số mấy. Chị ra lắm nhậm mà nghe tôi kêu không ngờ ra. Trở ra con mấy, con mấy. Chị ra mây, chị ra mây. Chị ra xô, chị ra mấy chị ra. Có chết chưa nè, Tố Lan ơi. Có chết chưa, Mai Thiên Tây. Có chết chưa, Hương Quả chạy lẹ đi em ơi. Bác nhẹ đi má. Chị ra mấy, chị ra mấy, chị ra. Quý vị có thấy Mai Thiên Tây ở đâu quý vị? Hả, à, Mai Thiên Tây đâu quý vị? Đâu mất tiêu rồi trời. Mình đã đủ rồi. Trời nói thiệt á quý vị, mà chồng tôi đủ là bơm từ cái hũ nó tới nhà nên không còn một cái lá nó đẻ nó hút hết. Mày chị ra
có người để che chở hai người nó còn bóng hơn tụi em. Em yêu chàng mà chàng cũng bóng hơn em. Mày chỉ ra, mày chỉ ra, mày chỉ ra, mày chỉ ra một cái chó. À, tối nay tao tổng kết luôn để bà con mình khỏi chờ đợi đó mà không mà luôn thể nha. Số chỉ ra số đầu tiên mày chỉ ra mày chỉ ra mày chỉ ra con người chỉ ra đắm đắm bà nghe tôi yêu con cờ ra. Sao ca, ca đây, sao ca ghé đồng đầy. Ở đó gì đã vậy?
tu chị đây con ba chị ra ba chị đây ba chị đây ba chị đây cúi đầu xin thánh quân lòng đó chi bao điều mà quan trái thầm nhắn y chang luôn 56 rồi y chang luôn 26 chồng lại 80 đúng rồi hợp lệ rồi bây giờ mình trao thưởng cho thằng nhỏ nó trúng quay luôn rồi hả con nữa hả còn nữa ta hay quá vậy nè số 7 11 26 47 có đủ rồi 95 rồi lên luôn không lên nhận quà luôn lên nhận quà luôn quý vị thân mến chồng lại vừa qua đã có tổng cộng là 8 chủ nhân độc giải quý vị nhận giùm em mỗi người một vé xem phim miễn phí và một phần nước miễn phí từ Tibo ở đằng kia quay cái đèn lên trên trời ơi bà lên bà cướp gấu luôn rồi trời ơi rồi bây giờ chúng ta sẽ phát banh coi ai là người có quả banh lớn hơn bắt đầu con từ từ đứng lại có khi là mình lượm được cái banh bự sao con rồi ha bây giờ mình phỏng vấn nha ai là người có quả banh mệnh số vì cái giá trị lớn hơn thì mình chọn qua con gấu bự và bá nái nha rồi bình thường hôm nay mình trời lộn xộn quá xin lỗi quý vị rồi số mấy đây 53 58 53 về 44 về rồi về luôn tự nguyện 50 nhiêu em ơi 54 61 hả 61 luôn số 9 rồi rồi lấy con gấu nó cướp nó về luôn rồi thôi em bé rồi thôi mình tặng Pikachu luôn quý vị ha em bé nhỏ rồi bây giờ con ơi con muốn lấy Pikachu hay gối tựa hai em nhỏ nè rồi nó quay mặt làm ngơ luôn rồi quý vị thân mến nào quốc gia quý chương vàng chạy nợ quốc tế Diệp Thành Thành cảm ơn em lời chúc em rất là dễ thương vâng mời lời đầu tiên và Thành Anh cũng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và có mặt cùng tôi đêm nay cũng là một năm kỷ niệm cho đoàn Loto Sài Gòn Tinh Thời thì Thành Anh cũng không biết nói gì hơn thì cũng nhờ tấm lòng của quý vị vừa qua cũng đã ủng hộ cho đoàn và Thành Anh cũng xin thay mặt cho Sài Gòn Tinh Thời xin ghi thành cảm ơn toàn thể quý vị và bây giờ thì trong khi chờ đợi những lời cuối tay và Thành Anh được xin phép được gửi đến toàn thể quý vị theo một từ khúc được phó gia nhập MIT và một bài hát tên Đêm Vũ Trường. Yeah.
Bye.
hồi ông chưa thấy. Anh ơi nhớ rằng đây đã có em đêm ngày hằng thương nhớ dưới đây. Còn 37 số gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì ca, số gì đây anh ơi. Hỡi chị Nhi, gì Hương quả tôi có làm điều gì sai mà má dụ mà lộ trao cái lô tô cho má? Hát hoài số tư. Còn số 4, 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 còn số 4 gì đây? 4 gì đây không nơi lúc nào? 4, 10 sao, 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 4, gì đây, 2, gì đây, 2, gì đây? Trời dù làm xa nhau, em chỉ yêu một mình anh thôi. Như cứ đêm buồn giao nhỏ để bao khi thơ rơi. Chuyện tình mình đôi ta giờ trái gian lẻ loi ân tình. Ôi đứt mơ ban đầu, ai nỡ đằng cánh kia đằng sân. 25 đã may mắn có một vị chủ nhân độc giải quý vị. Trong khi chờ đợi khán giả bước lên sân khấu nhận thưởng thì chúng em xin trả xuống dưới phục vụ dòng loại tiếp theo quý vị. Và các em thiếu nhi ơi, sẵn sàng chưa? Ngồi yên tại chỗ. Và quý vị thân mến, có một niềm vui nho nhỏ của đoàn và cũng là một niềm vui lớn của cá nhân của Lộ. Thì vào lúc 20 giờ hay là 21 giờ đó, tối thứ hai tuần này tại Đài Vĩnh Long 1 thì sẽ phát sóng tập 1 của solo Bolero mùa thứ 5. Và rất là vinh dự, Lộ rất là may mắn được lọt vô bán kết. Thì tập đầu có Lộ, quý vị nhớ coi ủng hộ trên đầu nhiều nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Của Lộ hay là của Đò? Của Lộ. À, solo của Bolero, em nghe lộn Loto Show. Của Lộ. Rồi, con 15 vừa kêu qua. Có 1. 37. Có 2. 49. Có 3. Số 4. Có đủ. Hợp lệ. Rồi, chúc mừng nha. Rồi, chúc mừng con trai nha. Rồi, y chang luôn lên, nhận quà nha. Và quý vị thân mến, quý vị cũng đừng có cho con em mình chạy hồi nãy này đang livestream đó, chạy đá về mạng xong cái bà con mình coi không được và tuột like. Rồi, tuột ai? Luna. Luna. Hồi nãy chưa thôi nhiêu tiền? Rồi, trừ 150 Luna ra cho chị. Cái tội hay quên. Rồi, quý vị thân mến, dòng loại sau dòng loại này sẽ phát hành vé tặng quý vị, có nghĩa là quý vị mua một sẽ được tặng một cho quý vị. Và quý vị ở lại nha. Rồi, bây giờ các em thiếu nhi đâu rồi? 10 em đầu tiên chạy nhanh lên sân khấu nè. Thiếu nhi chứ không phải BD mấy má. 1 2 3 4 5 6 7. Lẹ con 7 8 9. Rồi xong rồi, dừng. Rồi, bây giờ giặt giặt vô nè. Bán vé mấy má. Trời, cái cánh của mày thiệt chứ. Victoria xe rẹt hả? Rồi, trời ơi, anh này đeo cái kính cá tính quá, không dám đụng luôn nội ơi. Rồi, giờ hỏi, bây giờ mình hỏi một câu trả lời nhanh, gọn lẹ sẽ có quà nha. Rồi, con tên gì? Tên Bảo Ly. Học lớp mấy ở đâu? Con học lớp 4 ở Nguyễn Trang Liên, con ở quận 6 có chạy qua đây chơi luôn á hả? Rồi vậy ba mẹ chở con đi đúng không? Rồi học giỏi thiệt giỏi, ngoan thiệt ngoan nha. Quà đâu? Thỉnh quà. Dễ cưng không quý vị đó? Chắc đuôi lại đây. Rồi nàng công chiêu quế dễ thương quá rồi. Yeah, dễ thương. Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi? À, con mấy tuổi rồi? Con 9 tuổi. Học lớp mấy rồi? Học lớp 4. Rồi giỏi quá, nhớ học thiệt giỏi nha không? Rồi để cuối tuần ba mẹ dẫn đi con nói tiếp nha không? Rồi, trao quà rồi, trao vương miện nè. Đó. Dạ yêu quái trao vương miện cho tiểu thơ rồi. Xin mời tiểu thơ đi về. Rồi lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 rồi, học có giỏi không?
lận nè. Thành phố Hồ Chí Minh ai không biết trời. Nhỏ này đâu, nhà nó phủ sóng toàn diện lắm. Mấy, con ở quận mấy? Mấy kệ con. Không có con, không có đứa thiếu nhi nào mà nó ngủ nghịch như vậy hết chứ. Chỉ có con Phi Thanh Nhân thôi. Rồi, trao cho con quà nè. Rồi, con học thiệt giỏi nha không? Rồi, học thiệt giỏi thiệt ngoan nha cuối tuần. Rồi, để ba mẹ đưa đi chơi tiếp nha. Rồi, con trai. Rồi, mấy tuổi rồi nè? Con 5 tuổi rồi. Trời, 5 tuổi rồi luôn, dễ thương quá à. Con học lớp gì vậy? Con học lớp 1. Con học lớp 1 rồi hả? 5 tuổi rưỡi mà học lớp 1 rồi, có tính ăn gian cô giáo không? Có người yêu chưa? Có rồi hả? 5 tuổi rưỡi mà có người yêu rồi. Hay quá vậy? Trao quà cho con nè. Quá giỏi luôn. Rồi, nhớ đi ngoài đường đeo mắt kính nha không? Để thôi bụi vô mắt nha không? Rồi nhận quà gì nè? Mấy tuổi rồi? Con 6 tuổi. Dạ Gia Long. Gia Long phải không? Gia Long học lớp mấy rồi con? Lớp 1. Lớp 1, giỏi luôn, trao quà. Không có ngập ngừng gì hết trơn. Quá giỏi, quá dạng. Rồi con mấy tuổi rồi? Dạ con 10 tuổi. Trời ơi, thêm 10 tuổi rồi đó hả? Lớn dữ vậy ta? Rồi, trao quà luôn đi, tên gì nữa? Nói cho bà con mình biết nè. Dạ Nhật Tâm. Rồi, con học lớp mấy rồi? Dạ lớp 5. Rồi, giỏi nhớ, học giỏi nha không? Ngoan nữa nha không? Rồi bây giờ đứa nào học cũng giỏi hết. Hả? Cái gì vậy? Đổi con màu xanh dương kìa. Đổi màu xanh dương. Rồi, bây giờ có bao nhiêu quà? Trao hết thì thôi, cho nên sẽ ưu tiên mấy em nhỏ hơn nha không? Nghe không? Rồi, bây giờ nè, con mấy tuổi rồi? Nói chuyện với người lớn mà phải dạ rồi nha không? Cô hướng dẫn con vậy thôi chứ con cô ở nhà cô cũng không dạy được. Thôi, được lúc nào hay lúc ấy. Rồi, nhận quà, trao Dương Nghiệp. Có cậu chạy cô, Dương Nghiệp. Đó, cưng không? Rồi làm hoa hậu lớn lên đẹp nha không? Rồi ưu tiên các bạn nhỏ trước nè, con mấy tuổi rồi? 5 tuổi hả? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp lá một. Giỏi quá nè. Rồi chào quà con tên gì? Tên gì nói cho các bà con cô bác biết nè. An Khang. Rồi An Khang nhớ học giỏi thì giỏi nghe không? Rồi, rồi. Chào quà nè. Rồi tên gì nè? Con tên Gia Linh. Gia Linh mấy tuổi? 6 tuổi. Rồi 6 tuổi không? Giờ Gia Linh nhận quà nha. Rồi con mấy tuổi? Trời nhanh lên để hết quà nè. 7 tuổi. Tên gì? Giỏi, con nhận quà nè. Rồi trao quà cho Bo nè. Rồi con về. Trao quà xong về nè, không chịu xuống luôn. Nhỏ này không ai giựt được cái ngôi nó hết trơn. Nó làm quà hậu là đố anh nó trao cho Dương Miệng lại cho ai. Rớt Dương Miệng coi. Ai cất Luna giùm em ơi. Bữa nay khỏi lãnh lương tội lố. Trời ơi té. Rồi, bây giờ con tên gì nè? Con Thùy Lâm mấy tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 2. Lớp 2 đúng không? Rồi, bây giờ cô trao cho con món quà, con tự chọn nha. Rồi, tự chọn đi. Rồi, từ chiều cao đi, qua bên đó. Qua đây, qua đây, qua đây. Mấy tuổi rồi? Dạ, con 8 tuổi. 8 tuổi hình như cái mặt này hơi quen nha. Lấy quà mấy lần rồi. Rồi, bây giờ 8 tuổi tên gì nè? Dạ, con tên Bảo Ngọc. Bảo Ngọc phải không? Rồi, Dương Miệng, trao Dương Miệng đi cho qua hậu trao đi. Thảy qua Dương Miệng cho qua hậu trao đi. Đó. Rồi con. Dạ con Hoàng Yến. 8 tuổi. 8 tuổi hả? Rồi, trao hoa hậu ơi, trao tiếp luôn hoa hậu này, trao Dương Miệng quá trời, không biết ba đã đánh được mấy lần. Tên gì, tên gì? Ba đây nè ba. Tôi nói con này trong đầu nó có điểm mà không ai tin chân á. Tự nhiên trao Dương Miệng cho con trai. Bọn mày ngủ hả? Mình em chưa đủ hả? Hả? Ừ, lấy đi. Cái mặt còn già hơn cái cũ hơn cái sân khấu nó mà đòi đeo cái đó. Rồi, em tên gì nè? Dạ, Vinh Hà. Rồi, Vinh Hà mấy tuổi, học lớp mấy, giới thiệu nhanh gọn nè. Dạ, lớp 4. Nhận quà nè, con ba chàng trai, ba mắt kính, tới nhận luôn nè. Rồi, tới
chê đó. Có màu hồng nó không lấy là nó là đàn ông. Đó, tao thấy mày đeo liền rồi đó. Mê lắm. Quý vị thân mến nha, tại sao có những cái game nhỏ như thế? Thứ nhất là để cho các em có quà. Mà cái điều quan trọng nhất là Lộ muốn mang tới, vì em cũng là phụ huynh rồi, cho nên em muốn con em của mình hay là những cái em thiếu nhi khi tới đây chơi, quý vị dạng dĩ hơn, quý vị. Mặc dù phần quà không có giá trị bao nhiêu, nhưng về tinh thần và của các cháu sẽ có nhiều hơn và nó dạng dĩ hơn, quý vị. Ôi yêu mẹ, tôi muốn giết nó chết nó chạy. Dạ quý vị ơi, sao chị? Dạ quý vị ơi, bây giờ ai chưa có bé trên tay giơ thì em cái tay quý vị. Dạ em phục vụ vé lần này thật là nhanh thật lẹ, để chồng sao để chi phát vé tặng quý vị. Rồi ai chưa có vé giơ tay bên đây nè em ơi. Quả ơi chạy lẹ bên đây. Trời, nhân viên 30 đứa đứng sân khấu làm gì trời. Chị ra mây chị ra răng lặn hạ nghe ba chiếc trống gì ủng hộ ra chị Quyền ba chiếc trống gì ơi. Coi chị Quyền lớn tuổi đi đi đứng hơi khó gì. Bà lý mình sợ thì muốn chơi. Mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra ba chiếc chó. Ba chiếc chó. Ba chiếc chó. Cái gì vậy má? Con này giống như cái ủ heo vậy nội ơi. Ủa nó không đẹp đâu, được cái dơ nó nội. Quý vị trở lại đây, trở lại đây mà nghe chưa có mấy. Chị ra ba, chị ra con phố đồng tiền ba. Chị ra ba, chị ra ai đi châu đốc nhớ ghé hà núi tam. 38 số đầu tiên, 38 số đầu tiên. Nhớ bên kia mà mình là ơi có 38 mới chạy lẹ vô, chạy lẹ lẹ. Phía bên trái chị Nguyên ơi, phía bên phải. Sao lưng, sao lưng chị, sao lưng chị à. 38 Trời Phật ơi, mày tính quả thiêu đó hả bay bên tay. 38 Quý vị mà nhớ hút thuốc là đứng xa xa con này ra nó bóc cửa đó. 38 còn 38 38 còn 38 còn bài kỳ đây. Bài kỳ đây, bài kỳ đây tao đúng tao đọc giác ước áo còn 36 36 còn 36. Nhìn bé nhớ một cái lương áo vũ cơ hàng. Mẹ gì ra số gì đây, số gì đây. Nghe dẻ nghe dè nghe dè mà tôi kể. Cái bà bán khế bà sợ trái khế nó chua. Cái bà bán chua thì bà sợ con cua nó kẹp. Cái bà bán xét thì bà sợ xét ương. Cái bà bán lương thì bà sợ lương chết. Cái bà bán ớt thì bà sợ ớt la. Cái bà bán cà thì bà sợ cà hư. Còn 44 chọn số đi. Anh ơi dạ. Anh ơi. Thông báo, hiện tại chúng tôi đang rớt một chùm tóc giả. Không biết cô má nào lấy lại. Khoan, chưa chắc là tóc giả. Em mới phát hiện, chưa chắc. Ai làm rớt? Bà Tú Lan. Tú Lan ơi, chị ơi. Cái đó giờ số tiếp mọi người ơi. Rồi. Anh ơi nha, rồi em nhớ rồi. Để cái nơi nó quên ngang vậy đi. Nó bị mở quá. Ghê quá. Tao nói đang mang mát lướt. Rồi chị ồn. Ừ mấy chị ồn. Để im cho em hát nè. Rồi. Sát Ngọc Khang tạm biệt tàn nhang xua tay hết nát con số ta. Anh ơi dạ. Lần này là em phải kêu được. Cái gì mà số gì ra con mấy gì đây mấy gì ra con mấy gì mấy gì ra. Lẹ không? Rồi rồi em lẹ. 29 29 còn năm gì đây, năm gì ra con, năm gì đây, năm gì ra con, năm gì đây, năm gì ra. Nhớ khi xưa là nhau chung một trường mình nói chuyện mà tào lao. 56 mẹ gì ra số gì đây, số gì đây. Nghe ta giảng thị thang tôi trung gì giả sang. Một kiến dương nơi chết sót không quay không có người còn hoàng. Đã hết nhân nghĩa mờ ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
năm thì đây, con năm thì đây, con năm thì đây. Á ngọt ý ngọt con 51 số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì ra, từ qua cạnh sông ai tên ai nhớ về Gò Công Tiền Giang Mỹ Tho. Chuyện con đòi nhớ không tìm đợi ai. 40 con hai, 40 con hai, 40 con hai. Từ gì ra mà con mấy gì ra. Ở đây nha. Ra đây được 3 4 cái gì mà mấy gì ra con mấy gì đó mấy gì ra con mấy gì nghe đi thấy chưa phản đối nó đi vô đi đẹp hết ta buồn nào hoa kia thân tôi rồi một mai tôi về làm cán bộ. Ôi cá à, con 17 không dễ lần bắt tay đồ luôn rồi. Mẹ gì ra số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây. Rừng núi gác tay nuôi tài biết xa, ta đi vòng tay lớn mai để nói sơn hà. Gặp nhau mừng như báo cát quê cuồng chơi đồng. Còn 2, 3 năm nối dõi trong Việt Nam. Còn 28, 28, 23, 28, 28 số gì đây, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì ra, số gì đây, số gì đây, số gì ra. Tôi quay là thăm con cá theo Sài Gòn với má với bà. Theo ba thì bác chơi chai, theo má thì bác cô ca. 33 33 là tấm vé cộng hơn xin lỗi dừng dân. Cái nghiệp của chị. Và cô chú anh chị phía bên dưới mình khoan qua xóa lá vé ha, để bên trên chúng em kiểm công bố trái banh và tờ lá vé của chú anh chị. Rồi quý vị thông minh. Thì cái gì vậy má? Tùm lông của bà nội rồi vậy? Trời ơi, thấy ghê. Quý vị thân mến, và bây giờ để trong khi chúng em đang phát thưởng thì chúng em cũng đang phục vụ vòng loại tiếp theo. Và vòng loại tiếp theo mua 1 tặng 1 nha quý vị. Và chỉ duy nhất vòng loại này thôi nha quý vị. Rồi, anh à, đầu tiên, dạ, con 28 đúng không anh? 28 giờ kêu qua. Chị. 28 giờ kêu qua. Có 1. 33. Có 2. 51. Có 3. Số 3. Có đủ. Vòng loại số 6. Số 3. Dòng 3. Ủa dòng số 3 số... có chưa cô chú chị mình ơi? Số 8. Số 8 thì có. Ok. Dòng loại 6. Số... Ủa này là số 6 hả Nhật ơi? Số 6 hả? Ok. Ghi lại sai nè. Rồi 33, 25, 44, 51. Có đủ. 74. Hợp lệ. Đổi cái bảng liền. Y chang luôn. Dòng loại số 6. Rồi. Rồi 3. Cho thử cho ba quý anh ở trên sân khấu nè. Rồi con ơi đi xuống, con ơi đi xuống dưới nè. Hai mấy cô càng lên cái bắt đầu con té đó. Rồi quý vị khán giả thân mến, em cũng xin thông báo một lần nữa vào đêm ngày mai là đêm diễn sinh nhật phần 2 của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời với chủ đề là Loto 2 thế hệ. Và vì sao cái tên là như vậy quý vị? Vì tụi em là những thế hệ trẻ sau này. Và tối ngày mai là sẽ có thế hệ đi trước gồm tất cả các nghệ sĩ gạo cội như BB Phụng, La Kim Phụng, La Kim Quyền. Và đặc biệt có một người mà đoàn đã giúp và hỗ trợ cách đây khoảng hơn 10 ngày đến một ba nửa tháng là chị Nini An lần đầu tiên sẽ đến Sài Gòn Tân Thời và biểu diễn quý vị. À, chị Nini An đang có một cái sự cố là bị hoại tử vùng ngực và mới cắt và mới lành xong quý vị. Thì bây giờ cắt bỏ ngực bây giờ chị đang alo đang hỗ trợ chị để đỡ trở lại sân khấu cho đỡ nhớ nghề. Thì ngày mai chị cũng sẽ có đây để phục vụ cho tất cả quý khán giả yêu thương. Cho nên rất mong bà con cô bác mình ngày mai sẽ trở lại sân khấu và cũng em cũng xin dành những phần quà dễ thương cho các em nhỏ khi đến với Sài Gòn Tân Thời vào tối ngày mai. Cho nên quý vị nhớ cho con em mình đến để nhận quà quý vị nhé. Và quý vị thân mến, bây giờ chúng em đang trào xin giúp phục vụ giá dòng loại tiếp theo. Quý vị thân mến, dòng loại này mua 1 tặng 1, quý vị nhớ giùm em. Và
Và quý vị thân mến, vé màu vàng quý vị khán giả mình cất lại đến cuối chương trình mình mới dò quý vị. Còn vé màu xanh mình sẽ dò dòng này, chỉ duy nhất dòng này mua một tặng một. Và đặc biệt tối ngày mai tặng phẩm cao nhất đó là một cái tủ lạnh MC dạ nha quý vị. Cho nên quý vị nhớ đến chơi và nhận thưởng. Quý vị em mua để đây rồi dạ. Phần thưởng thì không bao giờ chi phí vận chuyển quý vị. Dạ, em sẽ có người hỗ trợ chở lên xe tải xong quý vị chở về nhà. Nếu quý vị may mắn trúng thưởng, nên quý vị nhớ ngày mai đến ủng hộ cho đoàn quý vị vào một đêm diễn cuối cùng của tháng 10. Và ngày 26, 27, 28 sẽ có đêm Halloween này rất là ấn tượng. Ôi trời, sao đẹp trai như vậy? Trời, anh vô cái em khớm liền luôn đó. Rồi, quý vị khán giả thân mến, là đêm Halloween thì đoàn cũng sẽ có những chủ đề rất là hấp dẫn và phần quà hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi đến chơi nè. Ví dụ như phát kẹo để các em hiểu là cái ngày Halloween như thế nào, và có phần hóa trang và thi hóa trang cho khách đến chơi nữa. Và dòng loại này mua một tờ lá vé tặng cho cô chú anh chị mình, thêm một tờ lá vé nữa là hai cô chú anh chị mình ha. Lá vé tặng thì cô chú anh chị mình giữ lại đến cuối chương trình, bên trên chúng em sẽ dò số cho cô chú anh chị mình. Rồi quý vị khán giả thân mến, chương trình mua một tặng một chỉ có dòng này thì quý vị. Và vòng loại cuối cùng quý vị sẽ nhận được gì ạ? À? Dạ được ạ, một cái đồng hồ BH Glock quý vị, của thương hiệu BH Glock. Và kèm theo đó là một con gấu chà bá nái, kèm theo một con Pikachu nữa quý vị. Có nghĩa là ba tặng phẩm cho một cái dòng loại miễn phí. Cho nên quý vị nhiệt tình mua một tặng một, và chúng ta sẽ đợi tới vòng cuối cùng và sổ vòng đó nha quý vị. Và từ vòng loại này chúng ta sẽ nhận qua một cái tặng phẩm hả? Dạ yeah, hả? 10 vé. Rồi, mua chưa? Rồi mua rồi thôi, kêu gì má. Cái gì cưng? Giò phụ á hả? Ok, điều nhân viên xuống liền. 300 anh em tràn xuống giò phụ nha, 10 vé. Rồi, quý vị nào mua nhiều quá dọn hết, điều nhân viên xuống giò tiếp quý vị. Tại... Cái gì? Alo. Alo, ai có giường khô? Đợi dòng này còn vé không hả? Một vé hả chị? À, dòng này vé màu gì? Dòng này rồi vé màu xanh quý vị. Vé màu vàng để mình cuối chương trình mình dò nha. Rồi quý vị nào có vé màu xanh mình trải ra nha. Bà đậu cha mày bán hết vé cho mày ngồi dò tiếp. Hả? Mày lăn nách của mày chàng xuống mấy anh vậy? Rồi, quý vị khán giả ơi, bây giờ còn ai chưa có vé gì chơi giùm em cánh tay trong loại khuyến mại quý vị, mua một tặng một nha. Bây giờ nhân viên còn rất là nhiều vé, quý vị ủng hộ nhiệt tình để chúng ta sổ nhanh sổ lẹ quý vị nha. Và trước khi đến cái vòng loại mà tặng đó thì mình sẽ có cuộc thi kêu lô tô nho nhỏ giống như ngày hôm qua quý vị, cho nên quý vị cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nha quý vị. Rồi Dân ơi, hết vé cho Cương nè. Đó, vé bên trái Dân ơi, vé bên phải luôn Dân ơi. Và quý vị thân mến, ngày thứ hai quý vị đừng quên mở kênh Vĩnh Long coi lộn lộn quý vị. Ai đeo đâu khổ khổ. Mấy gì ra mây, gì ra mây, gì ra trở lại đây. Trở lại đây mà nghe kêu số mấy. Gì ra mây, gì ra mây, gì ra. Đang đậm mà nghe tôi kêu còn cầm ra. Trở ra con mây, gì ra mây, gì ra mây, gì ra. Số gì ra mây, gì ra con mây, gì ra mây, gì ra. Ai chưa có vé, cứ giúp em. Người cắn tay ngàn ngọc, trên tay phải, trên tay trái. Nhưng mà chạy ào ào, chạy lẹ lẹ đến cùng đủ quý bà con nè. Mây, gì ra mây, gì ra mây, gì ra. Mây, gì ra, hết vé rồi thôi, tôi tổng kết như vậy nha. Mây, gì ra mây, gì ra. Anh nghe rồi, thú quá ông nội lên. Rồi ra mà con mây gì ra mây gì ra ba 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 gì ra trời chuyên nghiệp dễ thở lắm kìa. Mây gì ra ba gì ra ba gì ra ba gì ra 39 bà đủ cha hối lên giùm mình luôn đâu. 39 gạch gạch vô chọn chọn vô mây gì ra giờ sáng chưa họ có mua có 10 vé hả? 39 mới gạch từ nãy chưa xong nó cứ từ 39 lẻ lẻ lên mấy gì ra con mây gì đây mấy gì đây con mười gì đây mười gì ra mười gì đây mười gì ra cha thọ lúc trước là bạn dây tứ kỳ tình nghĩa vô thi nay tứ kỳ đã khác chứ không còn ai thưởng thức giọng hát với cung đàn phá nha vô vàng ôm cây đàn bẻ gãy
con mười bảy đây, con mười bảy là con mười bảy, cũng con mười bảy, con mười bảy cái, 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 con mười bảy, xong xong chưa? Ba gì đây, con ba gì ra, con ba gì ra, con 34, 34, con 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 34, thì đâu gửi khỏi cổ đó nha. 419 cái đây, 419 419 anh ơi nha. Rồi thì sau đây xin mời tất cả mọi người đến với chương trình làm toán cùng bé. Hôm nay món gì chúng ta sẽ có một bài toán cực kỳ đơn giản. Thì trên tay tôi đang cầm một con số. Số gì? Con số này nếu như để nguyên thì nó là con số đó. Nhưng nếu như chúng ta chia 2 xong lấy cái kết quả dư cộng thêm 8 rồi trừ cho 4 chia cho 36 là bằng nhiêu? Cộng với 84 thì ra một cái con số, nó sẽ là con số sinh nhật của em. Thì cũng sắp tới rồi. Thì khi mà chúng ta có con số đó, chúng ta sẽ đem đi cái kết quả đó ngâm. Nó nói cái gì tôi không hiểu. Lấy một cái dung dịch, tôi không hiểu nó nói cái gì. Cộng thêm một cái sự kết tủa trong một cái dung dịch đó, chúng ta sẽ cộng thêm một cái số, một cái ký. Mày gì ra? Mày chưa? Để xong đây đó, chúng ta nhúng vô dung dịch kali bạc manganat. Đại ơi. Cái dung dịch kali bạc manganat nha. Là cái dung dịch vậy? Cộng thêm một ký cao su buna nữa thì ra con số này. Mày là cô giáo lý hả? Mày là cô giáo hóa hả? Dạ chưa hết, mình đem lên cao nguyên. Mình phơi kết tủa 7749 ngày. Má ơi, bây giờ đã kết tủa luôn rồi kìa má. À, mùi hôi nách của nó đó má. Dạ. Thì cái kết quả là gì mọi người biết không? Cái kali bạc manganat là cái mùi mà ở gà mày đang xích đúng không? Cái mùi mà tất cả mọi người đang đánh xa đúng không? Chết, nói gì chết em. Thì cuối cùng mới chế ra một loại dầu thơm mới đang xích đó. Đó là kali bạc manganat. Thôi đi, mấy chị ồn quá. 24 24 Ủa mà xấu trong kèo mà. Ủa là mình chửi nó hay nó chửi mình? Mày gì ra? Mày gì ra? Con số gì đây? Số gì đây? Ai mua trái sầu đi? Có ai mua trái sầu đi? Hả mua? Đừng có ghé quán em. Vậy đây đừng có ghé quán em. Em đây không bán sầu riêng mà em bán chuối. Chuyện con số 10 nguyên. Có 10 nguyên, con 10 nguyên. Chưa có kinh cái giò số xếp mấy. Gì ra mày? Gì ra? Có ai đợi chưa? Chiếc con vô ta của em đi thật xa.
ta nói là đã bị thư. 54 từ chưa có kinh mấy gì ra. Năm gì đây con, năm gì đây, năm gì ra con, năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây, năm gì, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì ra. Anh cứ nghĩ rằng em không biết những điều anh làm đằng sau lưng em. Anh cứ nghĩ rằng em ngu ngốc không hề hay biết những chi quan quái, những chi khôn vùng trời, những thông tin nhắn mỗi đêm là lời. Em biết bây giờ anh đã có một người mới. 59 59 là tấm vé cờ cần xích lô xin được chân. Ôi trời, hiểu tôi chưa thấy con nhỏ nào nó xấu như con này. Dạ chúc mừng anh, dạ 59 vừa kêu qua. Có 1. Rồi đợi một chút xíu con gái nha. Rồi 49. Có 2. 34. Có 3. 17. Có đủ. Dòng loại 77 hợp lệ quý vị. Và 59. Có 1. Ủa nó trúng hàng nào nội. 40. Có 2. Số 10. Có 3. Số 9. Có đủ. Dòng loại 41 rồi hợp lệ. Anh ơi bước lên sân khấu giùm em. Dạ con chào cô. Đồng hồi bước lên sân khấu. Rồi, 59, 49, 34, 17. Có đủ. Dòng loại 41. Rồi, chúc mừng anh. Dạ. Rồi, y chang luôn, dòng loại 85. Hợp lệ, chúc mừng anh. Rồi. Dạ. Rồi, chuẩn bị đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ coi là ai sẽ có cái con số may mắn nhất để nhận quà lớn nhất nè. Rồi, anh Trinh con số bạn hình 16, 15, 52, 16, 15. Dạ. Yeah. Rồi, nhiêu? 20. Số 7, con chúc mừng cô nha. Con ơi, bây giờ cô lấy thêm cái áo thun kèm theo là một con gấu bự, thiệt là bự nha cô. Rồi, quý vị thân mến, và để sân khấu lắng đồng, chúng ta cùng nghe tiếng hát và tiếng nói. Ở hải ngoại chúng ta có ca sĩ Mai Thiên Vân. Ở Sài Gòn Tân Thời chúng ta có Mai Thiên Tài, quý vị. Rồi, xin mời Mai Thiên Tài. Em phải rồi. Em không biết là thua ca là tha cái gì, nhưng mà cái môi thôi là tha cái gì. Được rồi tha môi em tha cái đó, mà cái môi em hôm nay hơi tím. Tha môi rồi xong rồi. Tha môi rồi, vừa qua khán giả mình đến với tiếng hát Mai Thiên Tài ca khúc thua ca. Và bây giờ một ca khúc được lắm, lần sau chúng ta bắt đầu chuẩn bị chờ số nha. Ai có nhu cầu mua vé giơ tay lên nha. Rồi vé bên dưới kìa em ơi, bắp gan bơ giơ tay giùm em đi. Đó, chạy nhanh lên. Và đặc biệt chương trình ca nhạc vào đêm ngày mai, chương trình của đoàn Sài Gòn Logo Tân Thời được gửi đến với nhà mình với chủ đề hai thế hệ. Và chúng ta được gặp gỡ cho lúc mới những bậc anh chị trong nghề Logo, với sự có mặt trở lại của người đẹp Bibi Phụng. Thế ông ngoài sao kìa, Lam Kim Phụng, người đẹp Lâm Thanh Thảo, và đặc biệt là người đẹp Nidhi An, mà tất cả các anh chị đã được dành tình cảm thân thương, mà đoàn được quyên góp. Và Nidhi An được cống hiến tất cả các anh chị mình với chương trình ca nhạc vào đêm ngày mai, với chủ đề được mang tên Logo hai thế hệ. Và bây giờ các bạn đang xem đây, chi với dành cho các bạn nhớ chia sẻ dùm cho đoàn nhé, để ngày mai các nhà mình đến đông đủ hơn. Và ngày mai hứa hẹn đến với tất cả các anh chị mình trên 30 người chuyển giới đó. Đây, 30 người ngày mai. Nhật cuối đây, một chiếc tủ lạnh. Và đặc biệt, đêm ngày mai, chủ nhật, chúng ta sẽ nhận qua một món quà đặc biệt sinh nhật của đoàn Logo Sài Gòn Tân Thời. Chúng ta sẽ nhận qua một chiếc tủ lạnh đang được trưng bày ở bên cánh trái sân khấu đây, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngày mai, không biết chủ nhân nào thuộc về chiếc tủ lạnh này. Và khán giả ơi, khán giả an tâm nha, phần chuyên chở thì có đoàn đã được thông tin, cũng như là sẽ có dịch vụ đưa chuyển tận nơi, tận chỗ cho khán giả mình. Nên khán giả mình chịu khó, nhớ chia sẻ giùm cho em nha, phải không chị? Dạ em chứ. Em chờ. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Tất nhiên là quá chị rồi. Vì đâu chứ, không có bây giờ là em không không có hà hay tóc. Là vì em luôn với chị. Và quý vị khán giả thân mến, em có một cái lời dặn cho tất cả quý vị khán giả yêu thương đã đến ủng hộ cho đoàn. Vì khi mà cái giờ mà tan nó cũng khuya đó quý vị, nếu không có nghe điện thoại hay bắp ráp á. Dạ, dễ à. Dạ. Dạ, rồi, anh nói là anh mua hết vé luôn, là anh lấy cái tủ lạnh anh ơi. Cái tủ lạnh còn để một cái tiết mục đặc biệt nữa, đó chính là một cái màn xí chặt xác chị lộn nhét tủ lạnh. Nó dù nhập em ngoài chị lộn. Dạ.
yên tâm đi, bữa nay quý vị ủng hộ nhiệt tình cho phía sinh đơn quý vị, bởi vì đêm nay là điểm cuối cùng của quý vị. Chị nói này quen lắm nè. Xin lỗi này. Thôi tôi luôn á, xin lỗi nha. À, chắc sao chị ăn ngập thở quá trong bên khẩu trang trời. Rồi, ngăn đi khán giả ơi, khán giả mình đang xem đây chim của chị nha khán giả nha. Nhớ chia sẻ giùm cho đoàn lưu tư Sài Gòn Tân Thời. Ngày mai chúng ta sẽ được nhận qua một giá trị đặc biệt, đó là một chiếc tủ lạnh. Dạ. Nhân ngày sinh nhật vừa tròn một năm của đoàn. Và khán giả mình an tâm, đoàn em có dịch vụ chuyên chở về tận nơi, tận chỗ luôn. Khán giả mình khỏi lo cái phần đó. Và quý vị thân mến, ta, em cũng dặn một lần nữa, quý vị mà có bắt rác mình đứng bên trong thì bắt luôn quý vị đừng đứng ở ngoài. Đi được điện thoại là thứ nhất. Mình ở đây có luôn những ngày là đông người đó, quý vị cũng cẩn thận tư trang đồ đạc, tránh mất cắp cho quý vị có ngày gian lợi dụng. Em xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ quý vị ơi, em có mấy tay tay mắt để cho nó nói em coi. Giờ cái gì? Bà đủ cha nó thì chứ. Nó nói gì nè, nó năm sau là ngày đẻ đám dỗ của em đó. À, yên tâm đi, đám dỗ của chị là mãn tang của em. Yêu nghĩa. Vừa thấy chú cái gì đi hộ đó, trời phạt. Vừa, em hài lòng quá chị. Rồi, quý vị khán giả thân mến, bây giờ anh có nhớ trên tay mấy giờ sáng bắt đầu cho số quý vị ơi. Rồi, cái mị bắt đầu mở ngưỡng. Và quý vị thân mến, nhập loại sau. Ai biết kêu lô tô, chuẩn bị tinh thần nha. Mấy gì ra cái này, mấy gì đây. Mấy gì ra cái này, 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 mấy gì ra. Má em biết buồn mà biết tung tăng. Biết đổ banh trang, biết can cây bắn xèo. Gia cảnh thì nghèo nên mắc nợ bạc trong 25. 25 là 50 lai. 20 lai, 25 của mấy gì ra, mấy gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. Năm gì ra, năm gì ra. Tân Châu nổi tiếng nhà bè. Núi Tam nổi tiếng hội hè mà quanh năm. 55, 55 của 55. Mấy gì ra, số gì đây, số gì đây. Pháo, 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 xe qua xe. Chốt qua chốt, duyên qua duyên. Đời em Thúy Kiều như con chốt của 41. 41, 41. 41, 41, 41, 41, 41. Cứ ra con mây. Con thuộc từ đây đến kiểu dân coi người ta mà nắng tiền ăn cả hát to tàu về đất giá là to ăn tê ra biển khỏi kia là đảo cứ quá khác tuyệt trời ai cũng muốn mong đợi tìm gặp người ta lên trên 39 39 còn 39 39 39 39 39 số gì đây số gì ra số gì đây số gì ra hãy đến hãy đến với em đêm nay à. Trời tình trời ngắn, em có làm sao? Em học sâu hồ đâu mà em rất tự hào. Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà. Bao nhiêu người cao cao cúi chào em. Ngày xưa trời ngắn, em hay bị chó cắn. Đừng việc to việc lớn mới cần anh. Nếu như em trần dài, không hề thích anh rồi. Chẳng có điều gì để anh tranh tranh em. Là em đừng ngang thương anh nhất trên đời. Có anh mỗi anh thôi người yêu ơi con số chín 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 con người gì đây người gì đã em bắt con này em bắt con này em bắt con này giọt nhảy con mười bảy mẹ gì ra một số gì đây số gì đây ai cho tôi tình yêu để làm chuyện đồ cười tôi xin dân vòng tay gọi mừng người ơi người xin đừng é ấp làm em nghẹn ngào đi con số sáu con số sáu con số sáu và bây giờ xin mời các nhà mình là khoan xé bao tờ vé ai đọc giải mạnh dạn bước lên nha và đặc biệt dòng đội này à, mấy anh trai mấy chị gái nào yêu thích bộ môn kêu lô tô thì khán giả mình chuẩn bị nha xin mời chúng tôi sẽ được mời lên đây xin mời diễn khách chúng thưởng con số sáu đầu tiên số sáu có một bảy có hai chín có ba 55 dòng đội 27 hợp lệ xin mời tôi bước lên sân khấu nè rồi con ai nữa ạ
con ba mẹ. Dạ con chào mẹ. Rồi mẹ đi cho con cái vé nè. Rồi số 6, 17, 39, 55 rồi hợp lệ mẹ ơi. Rồi 43. Rồi chúc mừng anh. Dòng nào vậy má? Thì tôi mê trai lắm mà mấy người lơ đãng tôi không bao giờ hôn được chồng. Số 6, 17, 39, 55, 309 và chúc mừng anh nha. Rồi, rồi trao quà đi nè. Rồi lấy thêm một con Pikachu. Chưa mà, hai người đúng rồi. Khi nào mà ai mà lấy gấu lớn thì lấy hai cái gấu nhỏ. Và quý vị thân mến, bây giờ ai biết kêu lô tô quý vị? Giơ tay, 1, 2, 3, bước lên sân khấu nha em nè. Lên. Trời ơi, quá trời người vào tình chọn luôn kìa. Trời ơi, lên anh lên. Lên, á. Bám vẽ em mà. Bám vẽ. Hai con kêu đánh vàng. Chờ nhận quà đi để lên xong rồi. Nhận quà nha, ba vị khách chúc thưởng ra trước giùm con. À, số mấy ạ? 40. Rồi, số mấy cô? 26. Rồi, con tặng con cái gối nha. Rồi, 37. Rồi, chúc mừng em 40 nhận gối lớn nha. Và một cái vé xem phim và một phần rà quà từ T-Bone. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Kêu T-Bone đưa nước nè, đưa nước cho cô nè. Bữa nay cô không lấy, hôm nay cô có lấy phần nước miễn phí cô nha. Rồi, cảm ơn cô. Trao quà sao cho thiếu quà vậy cưng? Hết thì bò xuống dưới thì bò lấy nha. Ai chưa có vé quý vị chơi giùm em cánh tay quý vị ơi. Vé đó trước mặt chị Thanh ơi. Rồi chỉ còn vài vé nữa chúng ta sẽ đến với dòng loại cuối cùng. Và dòng loại cuối cùng tới đêm nay quý vị sẽ quẩy đụng nóc với tụi em nha quý vị. Được không? Bữa nay mình có quy hình chơi đụng nóc luôn được không? Rồi bà con bác ơi, còn vài lời gái chó của quý vị và Mai Thiên Tây hết vé cho em ơi. Mình sổ luôn đi em. Rồi sổ luôn, còn 20 vé nữa hả? Rồi mai sổ. Thank you.
số gì ra, số gì ra, cái năm gì ra, cái năm gì ra, cái năm gì đây, cái giò từ từ đừng có nên quên. 59 anh cả. Tụi mày đâu? Năm ấy em mới vừa tròn 16 tuổi. Là gì má? Tiếng Campuchia. À, đánh Campuchia, con người Việt Nam, bà nội 14 7 59. Bia số 1 3 82, hợp lệ quý vị. Rồi, chúc mừng con nha. 25 44 59 số 1 62, hợp lệ luôn quý vị. Rồi, hai vị khách may mắn nhận giùm hai con Pikachu. Và chúng ta sẽ bốc thăm trúng thưởng xem ai nhận thêm một cái áo thun của Hashi Lock và một con gấu bự nha. Và bây giờ quý vị ơi, sẵn sàng chú quý vị và mua vé giùm anh giùm em thật là lẹ đó quý vị. Đi gì sao chuẩn bị quẩy quý vị ơi. Bài hát đoàn ca xin được phép bắt đầu. Cái gì vậy bà nội, vô sao bỏ qua quảng cáo? Cái gì vậy? Rồi quý vị thân mến, trong đoàn cuối cùng ủng hộ nhiệt tình quý vị ơi. Đẹp đẹp chúc tắc chúc tắc đi anh. Bài này thích lắm anh. Quên anh, em đã biến môi rồi. Vì những lúc không nghe anh cười, em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi, xin anh chờ em chờ sự chuyển trang. Mặt hoa lớn lấp lánh nhau, đủ hương thơm anh cho em rồi. Em yêu chiều thứ tha cho hồi đắm say. Cùng tình ai dài lâu, cùng trao vòng tay đến mai. Chờ em đến, tình thôi
Trời ơi, trời ơi. Mày lên làm vậy? Bây giờ mà nó không té, tôi không chịu luôn á. Rớt. Ồ, hay vậy, sợ đi con rắn kìa trời. Em tuổi con gì vậy? Em tuổi con gì vậy? Trời ơi, em tuổi con dượng luôn á. Đu quá vậy đâu.